Hồng Anh có nghe cô nói rõ không? Hồng Anh đâu rồi nhỉ? Nguyễn Hồng Anh có nghe cô nói rõ không không Anh? À, cô ơi, có à. ạ. Ừ. vậy chúng ta bắt đầu học nhé à, trong cái nội dung mà liên quan đến phần tổng quan về thuế xuất nhập khẩu thì cô còn lại một cái nội dung đấy là cái liên quan đến các cái quy định về miễn thuế hoàn thuế và và giảm thuế à, để uh, tổng kết lại cái nội dung đó thì cô có một cái tình huống uh, như sau và cô sẽ hướng dẫn các em cách thức tiến hành tính thuế trong những trường hợp có miễn thuế hoặc là có có hoàn thuế ở đây các bạn đọc cho cô cái tình huống này và chúng ta sẽ làm nó trong vòng 3 phút các bạn đọc cho cô nhé đọc và suy nghĩ trong vòng 3 phút thank you Cô cô chưa bật mic ạ. À chúng ta chữa tình huống này các em nhé. À, các em nhớ lại cái buổi học trước ấy, thì với cái tình huống 1 và tình huống 2 thì cô đã hướng dẫn các em cách thức tính được thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu. Uh, trong đó thì cô cũng có giải thích với các em cái phương pháp tính thuế tuyệt đối và phương pháp tính thuế tiện, tương đối đúng không ạ thì hôm nay chúng ta sẽ sang một cái tình huống tiếp theo là cũng tính các loại thuế ở cái khâu nhập khẩu nhưng mà cái hoạt động cái, cái hợp đồng liên quan đến nhập khẩu lô hàng này thì nó là cái hợp đồng liên quan đến gia công uh, ở đây người ta cho thông tin là gì ạ là doanh nghiệp nhập khẩu sợi từ một cái công ty của Nhật để mà gia công vải nhưng mà sau đó thì lại xuất cái vải này cho cái công ty của Nhật. Thế thì cái hợp đồng cái hợp đồng gia công như vậy thì nó cũng chỉ ra rằng là có một cái lượng hàng hóa đi từ cái 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 quốc gia đi từ cái bên ngoài vào lãnh thổ của Việt Nam và sau đó thì nó cũng có một cái lượng hàng từ Việt Nam mà mà đi ra ngoài lãnh thổ của Việt Nam. Người ta cũng gọi đấy là cái hoạt động xuất nhập khẩu nhưng tuy nhiên thì cái hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến cái hợp đồng gia công thì nó sẽ nằm trong diện miễn thuế nhập khẩu và miễn thuế xuất khẩu như vậy thì các em sẽ thấy rằng là gì ạ là chúng ta có một cái nội dung liên quan đến miễn thuế xuất khẩu và nhập khẩu hàng đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để mà gia công cho phía nước ngoài theo cái hợp đồng gia công đã được ký kết thì trường hợp này người ta sẽ được miễn thuế nhập khẩu và khi xuất trả cái sản phẩm cho nước ngoài thì nó miễn thuế xuất khẩu như vậy các bạn có một cái lưu ý liên quan đến trường hợp miễn gì ạ? miễn thuế đúng không ạ? Thì ở đây thì nó cũng sẽ có một cái vấn đề là gì ạ? Là sau khi mà cái đơn vị này đã nhận nhận sợi để mà sản xuất ra gì ạ? sản xuất ra vải thì không phải tất cả cái lượng vải sau này tạo ra được từ sợi đó đều xuất trả lại cho Nhật mà sẽ có một phần tiêu thụ ở gì ạ ở thị trường của Việt Nam. thì khi cái hàng hóa, cái cái sản phẩm đó mà tiêu thụ ở thị trường Việt Nam, thì nó coi như là gì ạ là cái sợi ban đầu là nhập khẩu vào Việt Nam và hàng sản xuất ra thì tiêu dùng ở Việt Nam. cho nên là nó sẽ tiến hành tính lại cái thuế nhập khẩu và các loại thuế khác gắn với sợi ở cái khâu nhập khẩu mà trước đây nó nằm trong diện gì ạ? diện miễn thuế. À, như thế thì cái yêu cầu của đầu bài là hãy tính cái thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp phải nộp à, cô sẽ tính toán cụ thể nó nằm ở uh, các cái khâu như sau à, thứ nhất là chúng ta có một cái cái quy định trong uh, vấn đề về miễn thuế là khi mà nhập khẩu sợi thì doanh nghiệp này sẽ được miễn thuế nhập khẩu cho lô hàng cho lô sợi và nó cũng không tính thuế giá trị gia tăng nó cũng không nó cũng nằm trong cái diện là không chịu thuế giá trị ta, gia tăng uh, do doanh nghiệp này chỉ xuất có 6.000m mét, mét vải đấy mà cái số sợi mình nhập về nó tương đương với việc tạo ra 8.000 8.000 mét vải cho nên là 2.000 mét vải mà chúng ta bán ở trong nước thì nó sẽ bị truy thu thuế nhập khẩu truy thu thuế nhập khẩu của số sợi của nguyên vật liệu tương ứng để mà tạo ra 2.000 mét vải bán trong nước và thuế giá trị gia tăng đối với đối với sợi nhập khẩu nó như vậy thì cô sẽ phải tính ngược trở lại rằng là gì ạ vậy thì ở ở cái hoạt động nhập khẩu thì cái số thuế tương ứng của của hai của cái số sợi mà tạo ra hai nghìn mét vải nó là bao nhiêu thì lúc này chúng ta sẽ tính cái loại thuế thứ nhất đó là thuế nhập khẩu à, đối với thuế nhập khẩu thì tổng cái trị giá của sợi đến cửa khẩu đầu tiên hay còn gọi là giá tính thuế là 180 triệu đồng. 180 triệu đồng này sẽ tương đương với việc tạo ra 8.000 mét vải. 8.000 mét vải. Nhưng mà chúng ta có 2.000 mét vải bán trong nước và mức thuế nhập khẩu của nó là 30%. Cho nên là cô sẽ lấy gì ạ? Lấy 180 triệu đồng này chia cho 8.000 mét vải nhân với cả 2.000 và nhân với 30%. Nhân với 2.000 thì nó sẽ ra được cái giá tính thuế của số sợi tạo ra 2.000 mét vải và nhân với 30% thì sẽ ra được cái thuế giá thuế nhập khẩu tương ứng thì chúng ta sẽ tính ra được ở đây là 13,5 triệu. À, các bạn kiểm tra lại xem cái con số 13,5 triệu các bạn có hiểu không ạ? Hải có hiểu chỗ này không Hải? Ừ, thưa cô em thử nói lại xem có được không ạ? Ok em nói lại. Em cô là vì trị giá sợi là 180 triệu thì mình chia 8.000 mét vải đã ra công và mình nhân với 2.000 mét là tại vì mình trả lại 6.000 mét vải kia và nhân với 30% là thuế suất đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Ở đây thì, thì các em sẽ nhìn thấy cô có vận dụng một cái quy định trong luật thuế đấy là đối với nguyên liệu hoặc là hàng hóa mà chúng ta nhận từ cái cái nước xuất khẩu hoạt phục vụ cho cái hoạt động gia công thì toàn bộ cái cái số thuế uh, tương ứng của cái nguyên liệu hoặc là cái hàng hóa đó sẽ được miễn sẽ được miễn thuế đó và ở đây thì nó lại dẫn đến là à chúng ta không được miễn tất cả số thuế của 8.000 mét vải bởi vì chúng ta trả lại người ta có 6.000 mét thôi và 2.000 mét thì chúng ta lại gì ạ lại bán ở trong thị trường của Việt Nam như vậy thì cái số sợi tương ứng để 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 sản xuất ra được 2.000 mét vải chúng ta sẽ coi như là một cái hoạt động nhập khẩu bình thường chứ không phải nằm trong cái trong cái hợp đồng gia công đó cho nên ở đấy người ta dẫn đến là sẽ thu lại cái tiền thuế người ta gọi là truy thu lại cái thuế diện thuế nhập khẩu của cái lượng nguyên liệu của cái lượng sợi mà tạo ra 2.000 mét vải vậy thì cái giá tính cái trị giá của của toàn bộ cái lô sợi mà chúng ta nhập ban đầu để mà tạo ra 8.000 mét vải nó là 180 triệu bây giờ muốn tính xem là cái giá trị tính thuế của cái số sợi tương ứng với việc tạo ra 2.000 mét vải là bao nhiêu thì kem lấy 180 triệu kem chia cho 8.000 và kem nhân với với 2.000 sau đó mức thuế suất của nó là 30% thì chúng ta tính ra 30% sẽ là 13,5 triệu Nguyễn Anh Tuyết có hiểu cái, cái 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 công thức thứ nhất mà cô xác định ra thuế nhập khẩu không em? Đã em có. Nha ừ. yeah. tiếp theo là bây giờ cô sẽ phải tính thuế giá trị gia tăng. Uh, cái cái thuế giá trị gia tăng của cái số sợi khi mà chúng ta uh, ký cái hợp đồng gia công ấy nhận do gia công ấy thì nó sẽ nằm trong đối tượng không chịu thuế nhưng bây giờ nó lại gì ạ nó lại nhập về và nó lại sản xuất ra cái hàng bán nội địa thì nó nằm trong danh mục hàng chịu điện hàng chịu thuế thì muốn tính được cái thuế giá trị gia tăng thì em cũng sẽ phải tính toán cái giá tiến hành tính thuế cái giá tiến hành gì ạ? tính thuế thì cái giá tính thuế giá trị gia tăng lúc này nó sẽ là 180 triệu chúng ta tính theo tỷ lệ nhé 180 triệu uh, chia cho 8.000 mét vải nhân với 2.000 mét vải nhân với 2.000 mét vải sau đó chúng ta sẽ cộng với cái thuế nhập khẩu Các em nhớ lại cái giá tính thuế của thuế giá giá trị giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu nó bằng giá tại cửa khẩu đầu tiên giá nhập tại cửa khẩu đầu tiên cộng với thuế giá trị gia tăng cho nên ở đây cô sẽ tính nhân với cả 1 cộng với 30% Thì em hiểu là lý do tại sao cô lại tính theo giá có cả thuế gì ạ Nhập khẩu trong đó Sau đấy thì các em nhân với cả 10% Thì nó sẽ ra được cái thuế giá trị gia tăng là 5,85 triệu Các em xem cái công thức thứ hai để xác định được cái thuế giá trị gia tăng Phải nộp tương đương với 000, à, tương đương với số sợi tạo ra 2.000 mét vải là 5,885 triệu các em có hiểu không ạ Muốn tính được thuế giá trị gia tăng thì chúng ta phải xác định giá tính thuế giá trị gia tăng. Giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu thì bằng giá nhập khẩu tại cửa khẩu đầu tiên cộng với thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu thì các em vừa tính ra được 13,5 triệu rồi. Thế thì cô sẽ tính bằng cách là lấy toàn bộ giá tiến hành giá trị của cái 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 số vải sợi tương đương với việc tạo ra 2.000 mét vải cô nhân với 130%. Cô nhân với cả giá thì đã cái giá trị cái cái mức thuế xuất trong đấy có tính cái thuế của hàng nhập khẩu rồi thì nó cũng tương đương với việc là cô lấy giá nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu đó, sau đó chúng ta nhân với mức 10 phần thuế giá trị gia tăng thì sẽ ra được kết quả là 5,85 triệu Phan Linh Chi bạn có hiểu ra được cái giá trị thứ hai không ạ Dạ em được cô là có ừ. Tô Lan Hương Lan Hương. có. Ừ. Vũ Gia Khánh. vô có. Okay nhá. Như vậy các em sẽ thấy là cô đã tính ra được cái thuế mà chúng ta sẽ bị truy thu, hay nói cái khác là cái thuế mà chúng ta sẽ phải hoàn trả nộp lại ngân sách khi mà chúng ta không xuất 2.000 mét vải cho 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 công ty của Nhật mà chúng ta sẽ bán nó ở thị trường của Việt Nam thì toàn bộ cái số thuế chúng ta đã được miễn ở khâu nhập khẩu lúc này chúng chúng ta sẽ phải nộp lại. À, tiếp theo là cô sẽ tính các loại thuế liên quan đến nội địa liên quan đến nội địa thì liên quan đến nội địa thì sẽ liên quan đến 2.000 mét vải bán trong nước à, nó sẽ bao gồm có thuế giá trị gia tăng vải thì không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nó chỉ có thuế giá trị gia tăng thôi và vì vậy à, muốn xác định được cái thuế giá trị gia tăng của cái hoạt động nội địa thì à, cô sẽ xác định cái thuế giá trị gia tăng đầu vào và cái thuế giá trị gia tăng đầu ra Đúng không? À, ở đây thì cô có ghi như sau này là thuế phải nộp thuế phải nộp à, thu, liên quan đến cái thuế giá trị gia tăng đầu ra của hàng bán trong nước của hàng bán trong nước đó nó chỉ liên quan đến thuế giá trị gia tăng đầu ra của hàng bán trong nước thôi còn đối với cái lượng uh, cái lượng thuế giá trị gia tăng của sáu nghìn mét vải mà chúng ta xuất trả lại thì thuế xuất khẩu của nó cũng miễn thuế xuất khẩu của nó cũng miễn và thuế giá trị gia tăng của nó bằng không thuế giá trị gia tăng của nó bằng không bởi vì nó liên quan đến cái hàng xuất khẩu đúng không? như vậy thì cái thuế giá trị gia tăng đầu ra ở đây thuế giá trị gia tăng đầu ra sẽ bằng là gì ạ là giá bán của của sáu mét vải xin lỗi giá bán của hai mét vải thì các em sẽ nhìn thấy là giá bán của 2.000 mét vải là là 100.000 đồng 100.000 đồng trên 1 mét. Cho nên chúng ta lấy 100.000 đồng nhân với cả 2.000 và nhân với 10%. Thì các em sẽ ra được 20 triệu. Còn cái thuế giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu thì mức thuế xuất của nó là 0%. Như vậy ta thấy rằng là chúng ta chỉ tính được cái hàng bán nội địa thôi là 20 triệu. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đầu vào cô giả định toàn bộ cái thuế giá trị gia tăng mà chúng ta nộp khi mà chúng ta bị truy thu thuế của hoạt động nhập khẩu là 5,85 triệu hoàn toàn đủ chứng từ có nghĩa là đã có tờ đã có uh, giấy uh, nộp tiền vào ngân sách rồi. Như vậy thì nó đủ điều kiện khấu trừ ở đây là 5,85 triệu. Cho nên muốn xác định được cái thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ thì kem lấy đầu ra là 20 triệu trừ đi đầu vào được khấu trừ là 5,85 triệu thì kết quả chúng ta sẽ ra được là 14,15 triệu là cái số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ. các bạn xem kiểm tra lại xem là gì ạ là các cái tình huống ở trên cô xác định ra được cái nghĩa vụ về thuế như vậy có hiểu không các bạn có câu hỏi gì thì giơ tay ạ em thưa cô nghĩa là cái mặt hàng này chỉ tính vào thuế nhập khẩu còn thuế xuất khẩu thì được miễn à? Ờ, cái cái thuế xuất khẩu ở đây của các em hình dung là nó liên quan đến cái việc mà mình nhận hoạt động gia công cho nên là khi mà mình nhập vải về mình tạo ra mình nhập sợi về để mình tạo ra vải và sau đó vải mình lại trả lại công ty của nhật nó là hợp đồng gia công chứ không phải là hợp đồng mua bán và vì vậy thì trong cái quy định của luật thuế xuất nhập khẩu thì nó là cái diện được miễn thuế nhập khẩu và miễn thuế xuất khẩu ấy bạn vâng ạ Cô tổng thuế giá trị gia tăng nó phải nộp vào vẫn là 20 triệu đúng không? Tổng thuế giá trị gia tăng nó sẽ phải nộp là 14,15 triệu là là nộp nội địa thôi, còn 5,85 triệu là nó nộp cho hải quan. Tổng thì vẫn là 20, em tính bằng hai cái đấy cộng với nhau nhưng mà thời điểm nó khác nhau và cái 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 cái, cái hoạt cái cái hoạt động ấy thì em nhìn thấy là nó khác. 5,85 triệu nó liên quan đến cái số thuế của sợi ở không nhập khẩu còn 14,15 triệu nó sẽ liên quan đến hoạt động kinh doanh nội địa em hiểu ý cô nói không ạ tổng đúng cộng ạ. trong kỳ vẫn phải bỏ ra 20 triệu nhưng mà chúng ta tách ra thời điểm, điểm khác mà. nhau vậy? đúng rồi đúng chính xác chứng từ sau này kê khai cũng khác nhau em ạ các bạn có câu hỏi gì nữa không ạ Đấy. và như vậy thì cô có trao đổi cho em thêm một cái quy định liên quan đến cái việc là là miễn thuế À, đối với cái hoạt động xuất nhập khẩu nếu như trong trường hợp đấy là gì ạ là cái hợp đồng uh, gia công cho nước ngoài, à, Ngoài ra thì nó còn có những cái trường hợp miễn thuế uh, liên quan đến cái việc mà uh, doanh nghiệp có nhận gia công, nhận hàng hóa, có nhập khẩu hàng hóa để gia công cho nước ngoài ở kia ở trên thì em thấy là liên quan đến nguyên vật liệu đúng không? Ở đây sẽ liên quan đến cả có có thể là cả gì ạ? cả hàng hóa nữa thì uh, lúc đó nó cũng sẽ được nằm trong cái diện miễn thuế nhập khẩu và miễn thuế miễn thuế xuất khẩu uh, đối với cái quá trình mà xuất khẩu nhập khẩu hàng ví dụ như là trong cái trường hợp hàng hóa là quà tặng là quà biếu hàng mẫu uh, cho các cái tổ chức nước ngoài hoặc là ngược lại nhập khẩu vào Việt Nam để mà được để mà mà uh, tặng hoặc là làm hàng mẫu thì nó nằm trong diện miễn thuế nằm trong diện miễn thuế đó ờ, trong cái quá trình mà tiến hành trong cái quá trình tiến hành xuất nhập khẩu thì um, cái 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 buổi hôm trước của cô có trao đổi với các em ấy là chúng ta sẽ tạm mở tờ khai thuế trước thời điểm hàng hóa làm thủ tục thông quan và chúng ta sẽ khai báo thuế trên cái số lượng tạm khai đó cho nên khi mà thực tế hàng về tới cửa khẩu của việt nam hàng đưa tới cửa khẩu Việt Nam và trong thông qua cái quá trình giám sát của cơ quan hải quan à, tiến hành thông quan và kiểm tra số lượng hàng nếu như mà hàng bị hư hỏng và mất mát thì các em sẽ nhìn thấy là gì ạ là cái số lượng hàng khai báo trên tờ khai, tờ khai hải quan lúc này sẽ thừa và số thuế mà chúng ta tính cái số thuế mà chúng ta tính nhập khẩu và xuất khẩu nó sẽ thừa so với cả cái số lượng thực tế thì trường hợp đó doanh nghiệp có thể làm các thủ tục liên quan đến giảm thuế tương ứng với cái tỷ lệ tổn thất thực tế của của hàng đó. và như vậy thì đối với cái cái nội dung thông qua cái ví dụ vừa rồi thì cô đã trao đổi với các em xong toàn bộ được cái các cái nội dung cần cơ bản nhất để các em cần phải nắm được trong cái thuế xuất nhập khẩu và từ đó thì chúng ta sẽ đi vào cái phần kế toán cô sẽ dừng lại trước khi cô chuyển sang cái nội dung mới. Các em xem lại xem là cái cái kiến thức về phần cái, về phần thuế xuất nhập khẩu các em có nội dung nào cần trao đổi lại không? Nguyễn Công Hiếu. Dạ đây ạ. À, uh, Hiếu ơi, cô hỏi buổi hôm trước thì cô đã trao đổi đến Incoterm cho em nhỉ? Ừ. Có nhớ không? Không nhớ đúng không? Không nhớ có nghĩa là cô chưa trao đổi đâu ạ. Hôm trước cô mới trao đổi các em tờ khai, tờ khai hải quan và giấy nộp tiền thôi. Sau đó cô giới thiệu các cái nội dung để tính nước thuế. Uh, buổi hôm nay thì cô sẽ chuyển sang cái nội dung tiếp theo là trao đổi với các em về các cái vấn đề liên quan đến cái điều khoản giao hàng. Uh, trong quay trở lại cái cái nội dung liên quan đến cái giá tính thuế nhập khẩu và giá tính thuế xuất khẩu thì các em nhớ lại là cái giá tiến hành tính thuế uh, xuất khẩu chúng ta sẽ dựa trên cái giá tại cửa khẩu xuất hay còn gọi là giá Phúc và giá tính thuế nhập khẩu chúng ta sẽ dựa trên trị giá tại cửa khẩu đầu tiên bao gồm tất cả những khoản chi phí có thể phát sinh quốc tế ví dụ như là chi phí bảo hiểm và chi phí vận tải quốc tế và trong cái quá trình mà mà xác định cái số thuế uh, giá trị các cái số thuế mà gắn với cái hoạt động nhập khẩu chúng ta có quy đổi theo cái tỷ giá tính hải quan tỷ giá tính hải quan và cô cũng có phân tích với kem rằng là cái hoạt động ngoại thương này nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều các cái yếu tố trong đó có các cái yếu tố liên quan đến cái điều khoản về giao hàng cái sự thỏa thuận cái cái sự thỏa thuận về quyền và trách nhiệm của người mua và người bán nó là thời điểm nào và trên cơ sở như vậy thì những cái chi phí cái phí tổn gắn với cái quá trình vận chuyển hàng sẽ chuyển sẽ thuộc về ai thì rõ ràng người ta sẽ cần phải làm rõ rõ cái gì ạ rõ cái 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 quy định như vậy bởi vì cái thông lệ kinh doanh của mỗi một quốc gia nó có thể khác nhau cái văn hóa kinh doanh của mỗi một quốc gia cũng có thể gì ạ có cái sự khác biệt à, cho nên dần dần thì trong cái hoạt động ngoại thương người ta sẽ phải tiến tới thỏa thuận thống nhất những cái quy tắc ứng xử và à, các cái quy tắc ứng xử này khi mà nó đã được thống nhất được sử dụng rất là lâu và thống nhất rồi thì nó hình thành một cái bộ quy tắc ứng xử người ta gọi là Incoterm. À, trong đó thì cái, cái 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 bộ quy tắc ứng xử này có rất là nhiều lần sửa đổi. Tính đến thời điểm hiện nay thì người ta người ta xem xét rằng là đã có 7 lần Incoterm thay đổi và cái Incoterm có hiệu lực tại thời điểm hiện tại đó là Incoterm năm 2020. Uh, các em hình dung rằng là ạ là khi mà doanh nghiệp ký một cái hợp đồng ngoại thương mà hoàn toàn bằng một cái ngôn ngữ không phải là tiếng việt không phải bằng tiếng việt uh, thì uh, cái sự thỏa thuận về những cái quyền và cái nghĩa vụ những cũng như là những cái điều khoản trong hợp đồng nó phải cần rất là rõ ràng để tránh những cái khúc mắc và những cái, cái 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 mâu thuẫn trong cái hoạt động về xuất nhập khẩu À, thế thì một cái hợp đồng mà ngoại thương mà mà muốn đi làm rõ được tất cả những cái quyền cái nghĩa vụ hoặc là những cái sự chuyển giao rủi ro hoặc là thời điểm xác định giá trị của hàng ấy nếu mà chúng ta ngồi chúng ta thỏa thuận với nhau từng tí một đó thì nó rất là dài nó thực sự rất, rất rất là dài thế thì trên cái cơ sở như vậy thì các cái doanh nghiệp người ta có thể uh, đi vào cảnh trong cái khoản mục về cái điều khoản giao hàng người ta có thể tham chiếu những cái quy tắc ứng xử mà nó được đã được ban hành thống nhất và sử dụng rất là rộng rãi trong cái hoạt động ngoại thương đó là những cái, cái quy tắc nằm trong Incoterms Thế người ta chỉ cần trích vào trong đó là gì ạ chúng ta chúng tôi đã ký và thỏa thuận với nhau tham chiếu cái điều khoản giao hàng là EXW hay là điều khoản giao hàng FOB hay là điều khoản giao hàng ship thì người ta sẽ loại bỏ đi rất là nhiều dòng trong cái hợp đồng ngoại thương và khi mà những cái khúc mắc trong cái vấn đề về điều khoản giao hàng thì người ta sẽ quay trở lại lật ngược trở lại người ta tham chiếu lại trong các cái in cơ tâm có cái tính hiệu lực tại thời điểm gì ạ? hiện hành và như vậy thì ở đây cô cũng muốn trao đổi các em một số cái thông tin liên quan đến cái kiến thức về in cơ bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta xác định cái thời điểm nào là thời điểm ghi nhận doanh thu của hoạt động xuất khẩu, thời điểm nào chúng ta ghi nhận là tài sản trong trường hợp mà chúng ta dạng nhập khẩu hàng, đúng không? và việc chúng ta xác định đúng thời điểm như vậy để chúng ta tham chiếu cái tỷ giá thực tế quy đổi cái về cái đồng tiền ghi sổ nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn trong trong cái quá trình ghi chép của kế toán. cho nên là cô sẽ giới thiệu qua với các em về incoterms uhm, đối với cái cái các điều khoản về về ngoại thương thì nó có nó có rất là nhiều lần thay đổi như cô trao đổi với các em rồi và đến thời điểm hiện nay thì nó sẽ là in cơ năm 2000 in năm 2020 các em đợi một chút cô chuyển lại cái cái điều khoản cái ngoại thương mới nhất nhé. Đó. các bạn bên đại học ngoại thương thì họ học có một môn học người ta gọi là kỹ thuật ngoại thương và các bạn ý sẽ xem xét các cái các cái cách thức để mà có thể đàm phán được một cái hợp đồng ngoại thương cũng như là thỏa thuận những cái điều khoản về về giao hàng. Thế còn ở góc độ của kế toán thì chúng ta không đi quá sâu về cái kỹ thuật ngoại thương như vậy. Nhưng các em hiểu được là thế thì khi chúng ta đọc một cái 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 bộ hồ sơ trong đó có hợp đồng ngoại thương, trong đó có uh, các cái điều khoản liên quan đến giao hàng thì nó ảnh hưởng đến cái công việc kế toán của mình ở cái chỗ nào. Đúng không? Thì ở đây cô sẽ giảng nó trên cái khía, khía cạnh là chúng ta cần thông tin của kế toán. Thế thì năm 2020 thì Incoterm hiện nay đang có 11 cái điều khoản và người ta sẽ chia nó thành các nhóm trong đó thì các cái chữ chữ cái đầu tiên đó, người ta gọi là tên nhóm ví dụ chẳng hạn như là em nhìn thấy cô để một cái bảy cái điều điều khoản ở năm 1936 gồm có e này f em nhìn thấy ạ c đó có nghĩa là cái chữ cái đầu tiên người ta sẽ gọi là tên nhóm và trong mỗi một cái nhóm này thì nó có những cái đặc điểm chung nó có đặc điểm chung nhưng cũng có những cái đặc điểm riêng và nó sẽ uh, dùng để mà tham chiếu cho các cái phương thức uh, vận chuyển hàng ví dụ bằng đường biển hoặc là bằng đường hàng không hàng bằng đường sắt liên tỉnh hoặc là bằng đường bộ thì năm 2020 thì uh, nó được nó sẽ có uh, nó sẽ có 11 cái điều khoản ngoại thương và nó chia thành hai nhóm chia thành hai nhóm uh, cái nhóm thứ nhất là dùng cho tất cả các loại hình vận chuyển nghĩa là tất cả các cái điều khoản này đều có thể tham chiếu cho bất kỳ một cái loại hình vận chuyển loại hình vận chuyển nào. Đó. Thì các em sẽ nhìn thấy cô đánh số thứ tự là từ 1 cho đến đây ạ, từ 1 cho đến 7. Đúng không? Ờ, trong đó thì cô cũng có để cái cụm từ bằng tiếng Việt. Nhưng mà uh, bên cạnh cái cụm từ tiếng Việt thì chúng ta có cái cụm từ tiếng Anh rồi. Ờ, cái nhóm điều, điều nhóm điều khoản thứ hai là từ 8 cho đến 11. Nó gồm nhóm F và nhóm C mà và nó chỉ áp dụng cho cái phương thức thanh toán bằng đường đường biển thôi, bằng đường biển vận tải bằng điện hoặc là đường thủy nội địa. Đó, thì các em nhìn thấy là có nó có 7 và có 4 bảy và 4 Thế thì trong các cái điều khoản này thì có ba cái điều khoản, có hai cái điều khoản mà người ta hay tham chiếu nhất đó là điều khoản phốt điều khoản phốt này và điều khoản ship đó là điều khoản số 9 và điều khoản số 11 khi mà người ta ký một cái hợp đồng vận tải bằng đường biển đó thì người ta sẽ hay tham chiếu hai cái điều khoản này và ngoài ra thì nó có những cái điều khoản CFCA kem thấy là hôm trước khi mà giới thiệu kem tờ khai hải quan của cái công ty về mà chúng ta nhập khẩu của Trung Quốc ấy, thì cái hợp đồng đó nó có nó có tham chiếu cái điều khoản FCA đó là điều khoản giao cho nhà chuyên trở đó. thì uh, trong cái quá trình mà giảng các em cái nội dung về cái điều khoản ngoại thương này thì cô sẽ trên cơ sở so sánh uh, cái điều khoản E X W nó gọi là Export và cái điều khoản Import và điều khoản Ship để các em nhìn thấy được cái sự khác biệt trong cái thời điểm chuyển giao hàng trong cái thời điểm chuyển giao rủi ro và lợi ích của của hàng và cái nghĩa vụ quyền lợi của các mỗi bên có liên quan thì cô sẽ đi sâu vào phốp và ship nhưng cô dùng thêm cái EXW này để tham chiếu cho kem cho các em hiểu thế thì muốn hiểu được các cái quy định trong cái điều khoản ngoại thương thì về mặt cơ bản các em có thể nhìn qua cái cái hình ảnh mô tả như sau à, toàn bộ cái hình màu xanh những cái ô có màu xanh ấy, người ta gồm dùng là từ seller có nghĩa là nó thuộc về cái trách nhiệm của người bán. Nó thuộc về cái trách nhiệm của người bán. Còn khi mà nó đã chuyển sang cái ô màu vàng rồi á thì nó sẽ thuộc về cái trách nhiệm của người người mua. bài quá trình mà vận chuyển hàng thì buổi đầu cô cũng có trao đổi với các em là do cái vị trí địa lý rất là xa cho nên là nó có rất là nhiều cái thời điểm phải trung chuyển hàng và kéo dài cái khoảng thời gian để mà có thể đưa được hàng về đi ạ tới kho của người người mua. À, trên cái hình đầu tiên các em có thể nhìn thấy đó là toàn bộ những cái 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 phương thức vận chuyển có những là cái điểm cái cái vật chứa hàng, cái cái cái, cái giai đoạn mà chuyển hàng từ người bán sang người mua, từ người xuất khẩu sang địa người nhập khẩu. À, đầu tiên các em sẽ nhìn thấy có hình ảnh giống như một cái 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 nhà máy á nó gọi là packing and verification có nghĩa là liên quan đến cái kho mà chứa hàng của người bán một cái điểm nào đó người ta chứa hàng của người bán sau đó thì nó được loading nó được nó được bốc rỡ và đưa lên cái phương tiện vận chuyển nội địa nó gọi là transport để mà đưa hàng đến kho ngoại quan đến cái nơi mà cán bộ hải quan sẽ sẽ kiểm đếm và thông thông quan người ta gọi là custom export sau khi mà đã thông quan rồi á thì nó được 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 vận chuyển lên phương tiện vận chuyển quốc tế. Nó sẽ được dạng tháo bốc rỡ và sắp xếp lên cái phương tiện vận chuyển quốc tế, nó gọi là freight. Các em sẽ nhìn thấy là ở đây nó có bốn cái hình thức vận chuyển bằng đường biển, bằng ô tô, bằng bằng đường sắt hoặc là bằng đường hàng không, đúng không ạ? Thế thì lên cái phương tiện vận chuyển này thì nó có thể là gì ạ? Nó có thể đi bằng đường bộ, bằng đường biển và vì vậy nó sẽ kéo một khoảng thời gian dài để mà đi từ cái biên giới của nước này sang biên giới của nước kia. À, khi nó đã đến được biên giới của viện nước nhập khẩu thì nó cũng sẽ tiến hành tháo dỡ để đưa vào kho ngoại quan của của hải quan nhập khẩu. Nó gọi là custom import và sau khi đã làm thủ tục thông quan đối với hải quan nhập khẩu rồi cái nước nhập khẩu rồi thì nó được đưa lên phương tiện vận chuyển nội địa vận chuyển nội địa và đưa về đến cái nơi mà nó cần phải chứa hàng của người của người nhập khẩu. đấy thì em sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có rất là nhiều, nhiều cái điểm mà chúng ta phải đưa lên các cái phương tiện khác nhau và cái điểm trung chuyển đó và trong toàn bộ cái quá trình mà nó chuyển từ hàng từ người xuất khẩu sang người nhập khẩu này thì người ta rất là quan tâm rằng là nếu như mà rủi ro xảy ra thì cái trách nhiệm cái 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 cái, cái trách nhiệm đó thuộc về ai và cái tổn thất của hàng đấy nó thuộc về ai đó. Cho nên trong cái hoạt động xuất nhập khẩu, người ta sẽ phải quy định rất là cẩn thận, rất rất là cẩn thận thời điểm nào là hàng thuộc về anh rồi. Thời điểm nào là tôi vẫn phải lo các cái cái chi phí phí tổn gắn gắn với hàng, nhưng mà dù nhưng mà cái 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 chuyển giao hàng là tôi đã đã, đã chuyển giao cho anh. Thì thế thì trong cái các cái cuốn cơ in, á, in trong các điều khoản ngoại thương đó, nó sẽ liên quan đến việc phân chia, quy định rất là chi tiết Và việc phân chia ba à, cái yếu tố đó là cost đó là chi phí của hàng rich là các cái rủi ro liên quan đến hàng và insurance đó là các cái khoản liên quan đến bảo hiểm về hàng thế thì các em sẽ nhìn thấy rằng là à, ở đây cô sẽ đi vào ba cái điều khoản thôi nhá điều khoản thứ nhất là exw các em sẽ nhìn thấy là với cái điều khoản này thì bên bán nó sẽ có trách nhiệm về cost và rich có nghĩa là liên quan đến hàng đến chi phí của hàng và liên quan đến những cái rủi ro của hàng và nó thuộc cái vùng màu xanh các em nhìn thấy các bạn khi mà nó còn nằm trong kho của người bán. Vậy thì cái việc chuyển giao rủi ro, chuyển giao hàng, chuyển giao rủi ro của hàng từ người bán sang cho người mua là khi hàng đã được bốc rỡ và đưa lên đưa lên phương tiện vận chuyển nội địa của người xuất khẩu. Các em nhìn thấy tất cả từ thời điểm đó trở đi thì nó sẽ có màu vàng nó sẽ có màu vàng. Người bán sẽ không phải lo các cái thủ tục liên quan đến hải quan xuất khẩu, không phải lo các cái thủ tục liên quan đến tìm kiếm đại lý về bảo hiểm. Đại lý về bảo hiểm nhé và vận tải đối với lô hàng này. Nó chỉ có cái trách nhiệm liên quan đến giao hàng và chịu cái rủi ro của hàng từ trong kho lên phương tiện vận chuyển nội địa thôi. Tất cả các cái thủ tục còn lại thuộc hết về người bán. Thế thì như vậy các bạn sẽ nhìn thấy là cái thời điểm mà người bán người bán có thể ghi nhận doanh thu đấy là gì đấy là khi hàng đã đưa lên phương tiện vận chuyển nội địa chuyển giao cho người mua chuyển giao người mua và nếu như các nhìn nhận cái thời điểm để nó làm tờ khai hải quan thì cái thời điểm liên quan đến mở tờ khai hải quan liên quan đến custom export nó xảy ra thời điểm sau đó và đây chính là cái cái tạo ra chênh lệch tạm thời giữa kế toán và thuế nếu như trong trường hợp chúng ta xuất khẩu hàng và ký thỏa thuận theo cái điều khoản EXW. Tiếp theo, nếu như các em nhìn vào cái điều khoản phốp, điều khoản phốp là điều khoản ở dưới đúng không ạ? Năm 2020 thì cái điều khoản phốp này quy định người bán sẽ chịu trách nhiệm về cost và à, đến khi, đến khi nào? Đến khi mà hàng đã làm xong thủ tục hải quan và đưa lên phương tiện vận chuyển xếp dọc mạng tàu bởi vì phốp này nó nó trong tiếng anh nó gọi là free on board có nghĩa là hàng đã đã đưa qua lang can tàu và xếp dọc bạn tàu theo phương thức vận chuyển đường biển rồi như vậy tại thời điểm đó thì người bán sẽ chuyển giao toàn bộ cost và risk cho gì ạ cho người mua nó sẽ hết tất cả các trách nhiệm gắn với hàng kể từ thời điểm đó và người mua lúc này hàng sẽ thuộc quyền kiểm soát của người mua đó, và như vậy các em sẽ nhìn thấy rằng là gì ạ? Là vậy thì khi mà chúng ta ký một cái hợp đồng là phốp và chúng ta xuất khẩu hàng theo là điều khoản phốp đúng không ạ? Thì thời điểm chúng ta mở tờ khai hải quan custom import nó xảy ra trước khi mà chúng ta gì ạ? chuyển hàng và dỡ hàng lên phương tiện vận chuyển quốc tế. Như vậy nó cũng có thể xảy ra cái chênh lệch tạm thời giữa kế toán và thuế trong gì ạ? cái thời điểm ghi nhận gì ạ? ghi nhận cái doanh thu ở đây. Và cũng từ cái thời điểm đó nếu như đúng ở góc độ của người mua thì tôi sẽ ghi nhận đấy là tài sản của mình đấy là hàng đi đường đối nó để cái kỳ đó mà nó mới đưa lên phương tiện vận chuyển và chưa về tới nhập kho chưa làm thủ tục hải quan và nhập kho thì đấy là hàng đi đường nhưng nó đã là yếu tố hàng tồn kho của tôi rồi và tôi sẽ phải quy đổi tại cái tỷ theo cái tỷ giá thực tế tại cái thời điểm hàng lên bong tàu xếp dọc mạng tàu chứ không phải là thời điểm mà chúng ta làm custom import chúng ta làm tờ khai gì ạ? tờ khai nhập khẩu đó, và các em sẽ nhìn thấy rất là rõ là trong cái điều các cái điều khoản giao hàng như này nó chỉ ra rất rõ quyền và nghĩa vụ của diện của các bên. À, bây giờ chúng ta tham chiếu cái điều khoản ship, à, ship thì gồm có là cost, rich và insurance có nghĩa là người bán sẽ thì ạ sẽ bàn giao hàng cho người mua và trong cái quá trình bàn giao hàng cho người mua thì hợp đồng này còn quy định người bán sẽ có nghĩa vụ liên quan đến việc tìm kiếm đại lý vận chuyển hàng và liên quan đến ký kết các cái hợp đồng bảo hiểm cho lô hàng. Bảo hiểm cho lô hàng. Cho nên các em nhìn thấy là gì ạ? Đối với risk, đối với rủi ro hàng thì sẽ chuyển giao cho người mua, chuyển giao cho người mua khi mà người bán đã làm xong thủ tục hải quan và sau đó hàng đã được đưa lên phương tiện vận chuyển quốc tế thì cái risk này đã chuyển giao hết. Đã chuyển giao hết. Nhưng cái cost có cái rủi ro về hàng và cái insurance có nghĩa là cái bảo hiểm về hàng cái bảo hiểm về hàng thì nó sẽ gì ạ nó sẽ uh, vẫn nằm ở góc độ của người bán vẫn nằm trong cái nghĩa vụ của người bán đến khi đến khi mà hàng đã phải đưa về tới diện tới cái 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 đã được đưa lên qua tàu rồi và liên quan đến cái quá trình mà vận chuyển quốc tế đến khi về cái cửa khẩu của của người nhập khẩu nghĩa là về tới cái custom import thì lúc đó nó mới chuyển giao từ người bán sang người mua thì em sẽ nhìn thấy là cái quá trình mà mà ký cái điều khoản ship ở đây người bán sẽ còn phải chịu cái trách nhiệm liên quan đến việc lo các thủ tục về hải hải quan xuất khẩu, uh, lo tìm kiếm các cái đơn vị vận tải quốc tế và bảo hiểm quốc tế, phốp thì không có. Em nhìn thấy phốp với cả ship nó khác nhau ở cái vấn đề liên quan đến cái cost và in, insurance đúng không ạ? Và nhưng mà cái thời điểm chuyển giao rủi ro cái risk thì nó cả hai cái 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 điều khoản này nó đều chỉ ra rằng là khi hàng đã lên bong, bong tàu. Và lúc đấy thì chúng ta có thể đủ cái điều kiện để ghi nhận doanh thu và yếu tố về về tài sản. còn uh, cái chi phí có thể xảy ra ở cái cái ship ấy, thì người bán sẽ ghi nhận nó các khoản chi phí liên quan đến đến hàng trong giai đoạn vận chuyển và cái insurance cái phí bảo hiểm trong cái giai đoạn vận chuyển vận chuyển hàng thì nó sẽ là cái chi phí của bên ạ bên bán. Uh, thế thì như vậy là cô đã trao đổi với các em nhìn được là gì ạ là uh, về mặt tổng quan khi các em nhìn vào một cái hình ảnh người ta tham người ta các cái mô tả được các cái điều khoản trong diện trong hợp đồng ngoại ngoại thương thì 11 cái hợp đồng ngoại thương này nó chỉ ra rằng là cái quyền và cái nghĩa vụ của các bên hoàn toàn khác biệt nhau và thời điểm chuyển giao cái rủi ro và lợi ích của hàng cũng vậy cũng khác nhau Uh, cô có một cái hình ảnh nữa để nó có thể chi tiết hơn Các em nhìn thấy là vậy thì trong cái cái cái, cái um, rủi ro về hàng Thì liệu có thể phát sinh những cái chi phí gì Hoặc là trong cái cost của hàng Thì nó có những cái chi phí gì mà người bán sẽ phải chịu Hoặc là người mua chịu Thì các em nhìn thấy như sau ạ uh, Khi mà nói đến cái, cái khoản chi phí này Thì ở đây cũng có liệt kê ra rất là nhiều chi phí Ví dụ như là cái phí đóng gói Hay là cái phí bốc dỡ hàng lên cái phương tiện vận chuyển nội địa rồi là phí vận chuyển nội địa đến điểm giao hàng, à, thủ tục các cái chi phí liên quan đến thủ tục xuất khẩu, phí bến bãi cảng đi, đúng không ạ? Rồi là phí bốc rỡ hàng lên phương tiện vận chuyển quốc tế, rồi là phí vận chuyển quốc tế, phí bảo hiểm quốc tế, rồi phí bến bãi cảng đến, rồi là các thủ tục làm gì ạ? Nhập khẩu, Đấy, rất rất là nhiều các khoản chi phí có liên quan. À, thế thì đối với cái điều khoản exw thì người bán cái nhìn thấy là chuyển giao ngay hàng khi mà nó lên cái phương tiện vận chuyển nội địa. cho nên là người bán thì chỉ chịu cái chi phí về đóng gói hàng thôi. còn tất cả những khoản chi phí sau này nó sẽ thuộc về người mua. À, đối với cái điều khoản ship, điều khoản ship ạ à, thì em nhìn thấy ạ, à, là người bán sẽ chịu tất cả các khoản chi phí cho đến khi hàng đến cái cảng cảng của người mua. đấy là cái điều khoản ship vừa nãy cô phân tích rồi, đúng không ạ? đến cái cảng của người mua đó, thì các em nhìn thấy là cái b này nó sẽ kéo rất là dài còn lại cái màu xanh của người mua thì nó bắt đầu từ cái chi phí bến bãi cảng đến và các thủ tục về nhập khẩu hàng còn đối với điều khoản phốp, khoảng phốp à, người bán sẽ lo tất cả các khoản chi phí khi mà nó được đưa lên phương tiện vận chuyển quốc tế và xếp dọc bạn tàu cho nên là nó sẽ chịu cái khoản chi phí bốc hàng lên phương tiện vận chuyển quốc tế thôi còn kể từ thời điểm đó thì tất cả những khoản chi phí ví dụ như là cước phí vận chuyển quốc tế, phí bảo hiểm vân vân nó sẽ thuộc về thuộc về người mua. Đấy, và chúng ta đã chúng ta đã hình dung rằng là gì ạ như vậy thì uh, với cái việc cô mô tả ba cái điều khoản ngoại thương thì các em sẽ nhìn thấy là một cái hợp đồng ngoại thương nó có rất là nhiều cái giá thỏa thuận giữa người mua và người bán và kèm theo đó là những cái phí tổn có thể xảy ra những cái cái rủi ro uh, sẽ có thể xảy ra gắn với hàng và như vậy thì uh, nó sẽ thuộc về 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 ai ấy, thì nó sẽ tham chiếu trong các cái điều khoản ngoại thương này À, đứng ở góc độ của một cái người kế toán khi mà chúng ta ghi nhận các cái giao dịch liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì các bạn cần phải đọc rất là cẩn thận bộ chứng từ, bộ chứng từ trong đó có hóa đơn thương mại, trong đó có vận tải, vận tải đơn, có chứng từ bảo hiểm rồi là giấy chứng nhận xuất xứ và các cái điều khoản ngoại thương để chúng ta biết rằng là những cái chi phí mà bên bán họ đã trả ra đấy là những khoản họ đã chi trả hộ cho mình hay nó thuộc về trách nhiệm của bên bán nó sẽ liên quan đến các cái điều điều khoản mà mà hai bên ký kết thì từ đó chúng ta sẽ phải phân loại các cái cái giao dịch để ra để mà mà ghi nhận các cái bút toán có liên quan trong cái quá trình mà ghi chép các cái giao dịch về nhập khẩu hoặc là gì ạ? hoặc là xuất khẩu hàng à, cô sẽ dừng lại cái nội dung liên quan đến điều khoản ngoại thương chỉ mang tính chất giới thiệu với các em như vậy thôi và trong môn kế toán thuế thì các cái điều khoản ngoại thương này không có đi sâu nhé các em nhé và cũng không có cái 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 nội dung liên quan đến 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 kiểm tra về các điều khoản ngoại thương đâu nhưng mà nó là một trong những cái yếu tố mà ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà mà các em ghi nhận bút toán và liên quan đến yếu tố về tỷ giá thế thì liên quan đến yếu tố tỷ giá thì cô lại trao đổi là nó sẽ nằm trong môn kế toán quốc tế và những cái cái bút toán sau này cô hướng dẫn với các em hầu như là cô đã quy đổi ra đồng Việt Nam rồi cho nên các em sẽ nhìn thấy không thấy cái sự ảnh hưởng rất là trọng yếu của nó đối với việc là mình phải xác định được đúng thời điểm để từ đó mình tham chiếu cái tỷ giá thực tế tại thời điểm đó quy đổi về đồng tiền địa ghi sổ thì bản uh, bản thân bởi vì bản thân nó cũng uh, liên quan đến vấn đề về trương doanh thu để cô minh chứng được là là tại sao có thể có tranh lệch tạm thời ở đây, đó cho nên là cô có trao đổi các em các cái điều khoản ngoại thương và uh, cô nghĩ rằng là những cái, cái nội dung như vậy thì các em có về những có thể đọc thêm được, tự tham khảo và đọc thêm và sau này các em có thể dùng nó để mà phục vụ cho môn kế toán quốc tế. Uh, các bạn có hỏi gì vấn đề liên quan đến điều khoản ngoại thương không? Uh, nếu như mà các bạn không có vấn đề gì nữa nhé thì cô sẽ chuyển sang vấn đề về hạch toán thì phần hạch toán về phương pháp kế toán xuất nhập khẩu nó sẽ liên quan đến chứng từ và đây thì cô đã liệt kê cho các em tất cả các bộ chứng từ liên quan đến đến hoạt động xuất nhập khẩu rồi cô cũng đã giới thiệu với các em liên quan đến cái tờ khai hải quan và giấy nộp tiền và ngân sách rồi còn các cái chứng từ khác thì các em có thể là search trên mạng để các em tìm các em xem mẫu biểu hoặc là các em xem nội dung chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung tiếp theo là vấn đề về tài khoản thì trong cái hoạt động xuất nhập khẩu doanh nghiệp sẽ nộp rất là nhiều các loại thuế đúng không ạ trong đó có thể là thuế xuất nhập khẩu thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ tiêu thụ đặc biệt thế thì ở đây chúng ta cô đi vào cái tài khoản để phản ánh thuế xuất nhập khẩu thôi cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái tài khoản chi tiết theo thông tư 200 đấy là 3333 tài khoản này có tên gọi là thuế xuất nhập khẩu vậy thì phát sinh thuế nhập khẩu hay là thuế xuất khẩu nó đều được dùng chung trên cái tài khoản 333 này À, khi mà dùng cái tài khoản 3333 thì các em tham chiếu và vận dụng cái cái cách thức ghi nhận của tài khoản nợ phải trả. À, nợ phải trả thì nó phát sinh tăng ở bên có. Vậy khi mà chúng ta tính cái số thuế nhập khẩu hoặc là thuế xuất khẩu phải nộp thì các em ghi ở bên có của tài khoản 333. Khi mà chúng ta nộp các khoản thuế thì giảm thuế xuất nhập khẩu đi chúng ta sẽ ghi ở bên nợ của tài khoản 333 hoặc là chúng ta được hưởng các khoản miễn giảm thuế thì lúc đấy tài khoản 333 cũng sẽ giảm đi ghi ở bên nợ số dư cuối kỳ của tài khoản 333 sẽ phản ánh ở bên có đấy là số thuế xuất nhập khẩu còn phải nộp việc còn phải nộp ngân sách và trong cái quá trình hướng dẫn các em cách tính thuế xuất nhập khẩu thì cô cũng phân tích khá là kỹ với các em đây là loại thuế theo từng lần phát sinh Vậy thì tại từng lần mà chúng ta có những cái hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu hàng thì chúng ta sẽ xác định cái nghĩa vụ về thuế, về thuế xuất nhập khẩu chứ không phải là thuế xác định theo kỳ nhé. Nó không giống như cái thuế giá trị gia tăng và cũng không giống như thuế thu nhập doanh nghiệp. Nó sẽ được xác định theo từng lần phát sinh. Vậy thì với những loại hàng hóa dịch vụ mà nó chịu thuế giá trị gia tăng hoặc là chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gắn với hoạt động xuất nhập khẩu thì nó cũng được tính theo từng lần phát sinh. Nó cũng sẽ phải xác định theo ạ? Theo từng lần phát sinh. À, bây giờ chuyển sang cái vấn đề về định khoản hay là cái phần đề đề liên quan đến cái phương pháp kế toán thì cô có chia ra nó là ba trường hợp trường hợp thứ nhất là nhập khẩu trực tiếp trường hợp thứ hai là xuất khẩu trực tiếp và trường hợp thứ ba là xuất nhập khẩu ủy thác Đấy, có ba trường hợp thì trong cái trường hợp xuất nhập khẩu ủy thác ấy, thì cô sẽ xử lý cả vấn đề về thuế giá trị gia tăng và cả vấn đề về thuế tiêu thụ đặc biệt ở cái chương thuế giá trị gia tăng thì cô có nói rằng là các cái giao dịch về thuế giá trị gia tăng của hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác thì chuyển sang chương xuất nhập khẩu ủy thác cô sẽ trao đổi như vậy ở đây cô sẽ trao đổi ở cái phần thuế không chỉ đơn giản mỗi cái thuế xuất nhập khẩu ở cái hoạt động ủy thác đâu mà liên quan đến cả thuế giá trị gia tăng và thuế diện thuế tiêu thụ đặc biệt nhá và cô cũng có một số cái lưu ý chốt lại với các em ở cái chương này đấy là gì là Đối với cái hoạt động xuất nhập khẩu thì chúng ta sẽ sử dụng đồng tiền thanh toán và đồng tiền thanh toán đấy có thể khác với đồng tiền chúng ta ghi sổ, chúng ta gọi là ngoại tệ. Và uh, chúng ta sẽ phải sử dụng cái các cái tỷ giá để mà có thể quy đổi cái ngoại tệ đó về đồng tiền ghi sổ. Cho nên nó sẽ liên quan đến vấn đề về tỷ một số cái khái niệm mới, ví dụ như là tỷ giá thực tế tỷ giá tiến hành tính thuế tỷ giá ghi sổ của tài khoản tiền tỷ giá ghi sổ của tài khoản nợ phải trả hoặc là tài khoản phải thu và các vấn đề về tranh lệch tỷ giá thì tất cả những cái yếu cái cái, cái, cái lưu ý này ấy, nó sẽ nằm trong môn kế toán quốc tế nó sẽ được giải quyết trong môn kế toán quốc tế cho nên là trong môn này cô sẽ không đưa và đi sâu vào những cái giao dịch liên quan đến việc tạo ra tranh lệch tỷ giá nó và cô sẽ sử dụng cái việc quy đổi hết về tiền Việt Nam đồng rồi để hướng dẫn các em cách thức cái mục tiêu chính của nó là cách thức tính được cái số thuế ở cái hoạt động nhập khẩu và hoạt động xuất khẩu. Ờ, à, các em nhìn cho cô cái hình ảnh đầu tiên là liên quan đến thuế nhập khẩu, liên quan đến cái thuế nhập khẩu. Nè, à, hoạt động liên quan đến đến đến, đến thuế nhập khẩu này thì cô đi vào cái hợp đồng nhập khẩu trực tiếp là bản thân doanh nghiệp sẽ ký kết và đàm phán trực tiếp với người xuất khẩu làm tất cả các thủ tục hải quan với cơ quan hải quan và nhập hàng về đó thế thì khi phát sinh cái thuế nhập khẩu khi chúng ta tính ra là cái thuế nhập khẩu phải nộp này thì chúng ta sẽ phải ghi nhận một khoản nợ về thuế tăng lên cho nên là ghi ở bên có bên có kem nhìn cho cô bút toán A1 và bút toán A2 à, thuế nhập khẩu chúng ta thấy rằng là với cái phương pháp tính thuế thì nó không có cái việc khấu trừ hay là hoàn trả lại hoàn trả lại ở khâu bán nó khác với thuế giá trị gia tăng. Đây là một cái loại thuế mà không có tính khấu trừ hay hoàn trả lại, một loại thuế gián thu đúng không ạ? Và loại thuế này người ta theo cái quan điểm của kế toán là nguyên tắc giá gốc tại thời điểm ban đầu, thì nó được coi như là một khoản chi phí để hình thành hàng hóa hoặc là tài sản, cho nên nó được tính vào giá trị của hàng hoặc là giá trị của tài sản. Các em nhìn thấy cái bút toán A1 đối ứng sẽ là tăng hàng tồn kho, tăng tài sản cố định, đó. Đồng thời tăng nợ phải phải trả và giảm tiền hoặc là tăng nợ phải trả người bán thì chúng ta sẽ có cái bút toán A1. Bút toán A2 sẽ liên quan đến cái thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu của cái hoạt động người ta gọi là tạm nhập tái xuất. Chúng ta tạm nhập vào thôi và sau đó chúng ta tái xuất, tái xuất trở lại. Và trong cái quá trình mà trao đổi cái phần miễn thuế thì cũng có nói rằng là nếu như trường hợp doanh nghiệp ký kết những cái hợp đồng liên quan đến gia công, tạm nhập và tái xuất thì nó được miễn thuế. Vậy thì trong những cái trường hợp mà doanh nghiệp chưa xác định được rõ ràng à, và có ghi nhận, có ghi nhận mà chỉ chọn là cái trường hợp là tạm nhập à, tái xuất thôi mà chưa xác định được những điều kiện liên quan đến miễn thuế thì à, người ta sẽ tính thuế nhập khẩu phải nộp đồng thời, đồng thời này người ta sẽ ghi nhận một cái khoản phải thu về và khoản phải thu này sẽ thu được khi mà nó tiến hành tái xuất, tái xuất cho nên ở đây nó sẽ sử dụng cái tài khoản 138 ở cái bút toán A2 và kem nhìn thấy nó sẽ đối ứng với cái bút toán C3 là khi mà thuế nó được hoàn lại khi mà tái xuất thì nó sẽ dẫn đến là giảm khoản phải thu đi và giảm khoản nợ phải trả về thuế diện, thuế nhập khẩu. Bút toán B là bút toán liên quan đến nộp thuế. Nộp thuế thì sẽ giảm nợ phải trả về thuế và giảm tiền. Và trong trường hợp nhập khẩu vật tư hàng hóa đã nộp thuế ở khâu nhập khẩu rồi nhưng sau này chúng ta được hoàn hoặc là được giảm. Được hoàn hoặc được giảm này thì chúng ta sẽ ghi nhận điều chỉnh giảm nợ phải trả về thuế nhập khẩu và giảm cái trị giá của tài sản mà chúng ta đã ghi nhận tăng trước đây. Có nghĩa là các em nhìn nó đối ứng với A1 đấy ạ. A1, đó. À, tiếp nữa là đối với những cái tài sản cố định chúng ta đã nộp thuế ở không nhập khẩu rồi nhưng sau này được hoàn hoặc là được giảm thì chúng ta sẽ điều chỉnh giảm tài sản đi. À, tài sản này đã sử dụng rồi thì các em sẽ đưa vào tài khoản giảm bớt cái chi phí khác của doanh nghiệp, có nghĩa là đưa hành toán vào cái tài khoản 8 tám một 811, đó. Trường hợp mà doanh nghiệp được nhận lại tiền thuế nhập khẩu và xuất khẩu từ ngân sách thì dẫn đến ghi nhận tăng tiền, tăng tiền, đồng thời ghi có của tài khoản 3333. Ghi có của tài khoản ba là ghi tăng tài khoản ba lên, bởi vì chúng ta đã có cái xử lý ở cái C1 và C2 khi mà chúng ta điều chỉnh giảm cái khoản nợ phải trả về thuế, đồng thời giảm tài sản làm sản thì khi nhận lại được kem bù trừ kem sẽ ghi ở bên có thì lúc đấy nó sẽ hạch toán tất toán cái tài khoản 333 333 đấy là cái bút toán liên quan đến nhập khẩu về thuế trực tiếp nhé à, hoạt động nhập khẩu trực tiếp rất là đơn giản kem thấy rằng bên cạnh cái việc mình đi tăng hàng tồn kho tăng tài sản chúng ta sẽ tính được thuế theo cái, cái cách hướng dẫn ở phần trước rồi vậy thì chúng ta sẽ ghi nhận một khoản nợ phải trả về thuế là ghi có của 333 thuế nhập khẩu này chúng ta sẽ tính vào giá trị của của tài sản theo nguyên tắc giá gốc và sau đấy thì chúng ta nộp tiền thuế thì sẽ giảm tiền thuế đi và giảm điện giảm tiền như vậy cô đã xong được cái phương pháp nhập khẩu trực trực tiếp có bạn nào hỏi các bút toán liên quan đến phần này không ạ à, nếu như các em không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ chuyển sang cái trường hợp xuất khẩu trực tiếp xuất khẩu trực tiếp À, đối với cái hoạt động xuất khẩu trực tiếp doanh nghiệp là người có lô hàng và ký kết đàm phán bán hàng với người nhập khẩu đó vậy thì à, chúng ta sẽ tiến hành ghi nhận doanh thu đồng thời ghi nhận các khoản thuế phải nộp ở khâu gì ạ khâu xuất khẩu à, thế thì khi mà tiến hành ghi nhận doanh thu thì cô cũng đã trao đổi kem thời điểm ghi nhận doanh thu của hoạt động xuất khẩu đó là thời điểm gì nó phụ thuộc vào cái điều khoản giao hàng đúng không ạ Thế thì cái cái quá trình mà chúng ta ghi nhận doanh thu ở đây thì nó về mặt kỹ thuật ghi nhận trong cái thông tư 200 người ta có hướng dẫn là nó sẽ liên quan đến việc là chúng ta ghi nhận doanh thu nhưng thời điểm chúng ta ghi nhận doanh thu đó chúng ta đã tách được cái số thuế xuất khẩu phải nộp hay chưa cho nên nó có hai trường hợp cái trường hợp số 1 là khi tách được thuế khi tách được thuế trong cái quá trình tiến hành ghi nhận doanh thu tổng số tiền chúng ta nhận được từ người mua nó bao gồm có doanh thu và có thuế xuất khẩu. Như vậy chúng ta sẽ ghi nhận tăng tài khoản doanh thu ở 511 và tăng thuế xuất khẩu ở cái nghiệp vụ số 2. Các em nhìn thấy ạ. Đấy là khi mà chúng ta gì ạ? tách được, uh, tách được thuế xin lỗi ở nghiệp vụ số 1. Khi mà chúng ta tách được gì ạ? tách được thuế. Trong trường hợp chúng ta chưa tách được thuế ngay tại thời điểm chúng ta ghi nhận doanh thu. Bởi vì cái thời điểm ghi nhận doanh thu và thời điểm chúng ta khai báo cái tờ khai hải quan nó hơi khác nhau mà. Cho nên là lúc này chúng ta có thể coi là gì ạ? là khi mà chúng ta ghi nhận doanh thu thì chúng ta chưa tách được thuế vậy thì khi mà chưa tách được thuế thì cái tài khoản doanh thu chúng ta tạm thời ghi nhận theo giá có thuế đã bao gồm cả cái 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 số tiền mà chúng ta nhận được từ thuế xuất khẩu sau đó thì chúng ta sẽ phải tách cái 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 thuế này ra vậy thì định kỳ khi mà tách được cái thuế xuất khẩu phải nộp thì sẽ điều chỉnh giảm bớt doanh thu và tăng nợ phải trả về thuế đấy là nghiệp vụ 2. khi nộp tiền thuế thì giảm nợ phải trả và giảm tiền nếu được khoảng, giảm hoặc là hoàn thuế Thì lúc này chúng ta sẽ xử lý về tài khoản 711 Liên quan đến cái khoản thu nhập khác của của doanh nghiệp Thì lúc đấy các bạn sẽ hạch toán được cái, cái giao dịch liên quan đến xuất khẩu trực tiếp Em có câu hỏi gì liên quan đến Hoạt động xuất khẩu trực tiếp này không ạ à, Em có ạ Rồi em à, hỏi đi Cô có thể nói lại cái chỗ mà Tách thuế mà khi mình Chưa tách được thuế ngay ạ Ừ Ờ, cô lấy luôn cô lấy luôn một cái ví dụ nhé cô lấy luôn cho cái ví dụ cho em hình dung như này chúng ta tiến hành xuất khẩu một lô hàng à, giá bán là quy đổi về tiền Việt Nam rồi nhé là 500 triệu nó à, thuế xuất khẩu là một phần trăm và chúng ta sẽ thu tiền bằng tiền gửi ngân hàng à, cô không phản ánh cái bút toán giá vốn nhé và như vậy cô sẽ xem xét đến cái thời điểm ghi đi nhận doanh thu nó thỏa mãn Vậy thì cô sẽ chia hai trường hợp. Trường hợp 1 là tách được thuế xuất khẩu. À, thuế xuất khẩu chúng ta tính dựa trên quan điểm là giá trị tại cửa khẩu xuất theo điều khoản phốp. Như vậy cô coi như là cái giá bán này là theo đủ điều kiện khoản phốp rồi. Nhân với 1% thì các em sẽ ra được bằng 5. Bằng 5. Đúng không ạ? Như vậy thì trong tổng số tiền chúng ta nhận được 500 triệu sẽ có 5 triệu là cái thuế xuất khẩu chúng ta sẽ phải nộp với ngân sách. Như vậy tổng cái lợi ích kinh tế mà chúng ta nhận được là doanh thu á nó sẽ bằng 495 triệu. Vậy bút toán ở đây sẽ là nợ của 112 là 500. Có của tài khoản 511 là 495 và có của tài khoản 3333 sẽ bằng khoảng 5. Trường hợp một là tách được nhá. Bây giờ trường hợp 2 là không tách được hay là chưa tách được. Vậy thì khi mà ghi nhận doanh thu sẽ ghi nợ 112 và có của 511 theo tổng số tiền nhận được là 500 và tổng số tiền nhận được này các em hình dung rằng là trong đó nó có một cái phần chúng ta phải chia sẻ lợi ích với ngân sách đấy là phần thuế xuất khẩu. Đó. Vậy thì đến cái thời điểm mà chúng ta xác định được đúng cái thuế xuất khẩu phải nộp rồi ấy, thì điều chỉnh giảm doanh thu đi, nợ tài khoản 511 và có của 3333 nó sẽ bằng 5. Hằng hiểu chưa hằng? À, cô Minh Hằng Nguyễn Công Hiếu, bạn có hiểu cái ví dụ này không ạ? À, em có. Ừ. Có bạn nào có câu hỏi nào, nào liên quan đến xuất khẩu trực tiếp không? Cái giá bán 500 triệu là đã bao gồm cả thuế vào trong đấy đúng không? ừ Cái 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 dạng cái cái khoản cái, 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 cái thuế xuất khẩu nó là một khoản thuế giám thu em ạ và nó nằm trong giá bán rồi. Vâng, anh hiểu rồi. Ừ. À, bây giờ các bạn. Uh... À có một có thể các bạn lại hỏi cô là cô ơi, tại sao nó nằm trong giá bán thì mình không lấy 500 mình chia cho một cộng với cả một phần trăm để ra được giá tính thuế xuất khẩu sau đó rồi chúng ta mới nhân lên đó có thể các bạn lại suy luận nó giống như cái thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc là thuế giá trị gia tăng đấy thế nhưng mà thuế xuất khẩu thì cái cơ sở tiến hành tính thuế của nó là giá tại cửa khẩu xuất giá tại cửa khẩu xuất theo cái điều khoản phúc cho nên là ở đây cô có nói rằng là cái giá bán này cô đang giả định nó là giá tại điều kho... nó là giá tại cửa khẩu xuất rồi và theo điều khoản phốp rồi không bao gồm phí vận tải và bảo hiểm quốc tế cho nên cô lấy 500 trăm đấy nhân luôn một phần trăm nó sẽ bằng năm à, bây giờ cô sẽ chuyển sang cái trường hợp thứ ba là trường hợp liên quan đến xuất nhập khẩu ủy thác xuất nhập khẩu ủy thác kem à, có một cái ví dụ ở trong bài thì cái ví dụ đó cô sẽ chữa vào cái buổi hôm sau hôm nay cô muốn giảng hết tất cả cái, cái, cái lý thuyết về phần uh, hạch toán đã nhá bây giờ cô sẽ chuyển sang cái phần liên quan đến nhập khẩu nhập khẩu ủy thác. Thế thì nó cái hoạt động liên quan đến nhập khẩu ủy thác ấy, thì kem sẽ nhìn thấy nó khác với nhập khẩu trực tiếp là nó có ba đối tượng tham gia trong trong cái hoạt động này. Cái hoạt động cái đối tượng đầu tiên đấy là người nhập khẩu, người ta gọi là bên giao nhập khẩu ủy thác. Đối tượng thứ hai là cái đơn vị đứng ra nhập khẩu hộ, người ta gọi là bên nhận nhập khẩu ủy thác và đối tượng thứ ba là người xuất khẩu thì người ta thấy rằng đặc điểm của cái hoạt động này nó khác với nhập khẩu trực tiếp là bên giao nhập khẩu ủy không trực tiếp đàm phán và ký kết hợp đồng với người xuất khẩu mà sẽ thông qua một đối tượng trung gian đấy là bên nhận nhập khẩu ủy thác à, bên nhận nhập khẩu ủy thác sẽ làm tất cả các thủ tục về à, kê khai hàng về nộp thuế và trực tiếp nhập khẩu với người xuất khẩu như vậy thì cái mối quan hệ giữa bên giao nhập nhập khẩu ủy thác và bên nhận nhập khẩu ủy thác ở đây nó sẽ có những cái mối quan hệ liên quan đến chi trả hộ tiền cho nhau. Liên quan đến nhận hộ hàng cho nhau và chuyển lại hàng cho gì ạ? nhau ở đây. Thế thì để đi vào cái cách hạch toán thì cô có uh, giới thiệu với các em một số cái thông tin liên quan đến hai bên về mặt thủ tục và về mặt cái nghĩa vụ của việc kê khai, kê khai hàng. Các em nhìn thấy như thế này ạ. Tại bên giao nhận nhập khẩu ủy thác Uh, đó là bên gọi chúng ta gọi là bên mua đi đúng không ạ uh, nó uh, không đứng ra trực tiếp đàm phán ký kết hợp đồng vừa nãy cô có nhấn mạnh rồi đúng không ạ vậy thì tất cả những khoản thuế gắn với cái hàng nhập khẩu ủy thác này nó sẽ nhờ bên nhận ủy thác nộp hộ với ngân sách như vậy nó có mối quan hệ phải trả cái tiền thuế khi mà bên kia trả hộ cho mình nhé tiếp theo là nó sẽ nhận hàng không phải từ người xuất mà nhận hàng từ bên nhận ủy thác vậy thì khi mà nó nhận hàng từ bên nhận ủy thác ấy, thì nó phải có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng này cho bên nhận để họ trả cho gì ạ trả cho người xuất khẩu như vậy nó có thể kéo theo những cái giao dịch là ứng trước tiền ứng trước tiền hàng hoặc là tạm trả một cái khoản tiền hàng nào đó cho bên nhận để mà họ tiến hành nhập khẩu hàng hộ mình tiếp theo nữa là cái quá trình mà nhập nhập khẩu ủy thác như vậy thì bên giao sẽ phải trả những khoản phí người ta gọi là hoa hồng ủy thác cho bên nhận ủy thác. Khoản hoa hồng ủy thác mà mình trả cho bên nhận ủy thác là để phục vụ cho cái việc mình mua hàng. Cho nên đây là một khoản chi phí gắn với quá trình mua và người ta sẽ hạch toán nó vào giá trị của tài sản. Nó sẽ hạch toán vào giá trị của tài sản hoặc là hạch toán nó vào cái 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 giá trị của hàng tồn kho. Thì các bạn sẽ lưu ý là nó sẽ tính vào tính vào giá gốc theo nguyên tắc giá gốc nếu như các khoản chi phí này là gì ạ là hợp lý nó sẽ hợp lý thì lúc này chúng ta sẽ coi nó như là một khoản chi phí hình thành hàng và nó sẽ ghi nhận vào giá trị của tài tài sản ngược lại ở bên nhận thì các em nhìn thấy là à do chúng ta trực tiếp đứng ra nhập khẩu hàng cho nên đấy là đây là cái đối tượng phải tiến hành kê khai các loại thuế của hàng nhập khẩu và nộp các khoản thuế này là nộp hộ cho bên giao à, mình đứng ra nhập khẩu hàng hộ cho bên giao cho nên mình sẽ được hưởng cái khoản hoa hồng đấy chính là doanh thu của hoạt động nhập khẩu ủy ủy thác kèm theo đó là chúng ta sẽ phải phát hành hóa đơn của hoa hồng ủy thác và phải trả lại hàng cho bên giao việc trả lại hàng cho bên giao thì chứng từ liên quan đến việc giao hàng cũng là một cái hóa đơn giá trị gia tăng mà chúng ta sẽ phải phát hành trả lại cho bên giao Thế thì trên cái hóa đơn giá trị gia tăng mà chúng ta phát hành cái hàng trả cho bên giao ủy thác như vậy thì luật thuế người ta quy định nếu như trong trường hợp mà anh đã nộp toàn bộ khoản thuế giá trị gia tăng của lô hàng thì anh sẽ phát hành hóa đơn giá trị gia tăng. Tiền hàng sẽ bao gồm có tiền mua cộng tất cả những khoản thuế không bao gồm thuế giá trị gia tăng, cộng hết lại. Sau đó tiền thuế giá trị gia tăng thì tách riêng. Trường hợp nếu như chưa nộp thuế giá trị gia tăng của lô hàng nhận nhập khẩu ủy thác thì sẽ xuất một cái chứng từ người ta gọi là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và với chứng từ này thì bên tao chưa đủ điều kiện khấu trừ vat đầu vào vậy thì bên giao chỉ khấu trừ vat đầu vào khi nó có chứng từ đã nộp tiền thuế có nghĩa là bên nhận ủy thác này đã nộp thuế rồi và nó phát hành hóa đơn giá trị gia tăng chúng ta có đủ căn cứ để gì ạ khấu trừ vat đầu vào còn khi mà nhận được cái phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nghĩa là bên nhận này chưa nộp vat cho ngân sách và chưa đủ điều kiện để khấu trừ vat đâu, đầu vào đó. Thì trên cơ sở các em nghe cô phân tích được về mặt nội dung và mặt quy định về mặt chứng từ như vậy thì bây giờ chúng ta sang vấn đề về hạch toán. Nhá. Chúng ta sẽ hạch toán thứ nhất là ở bên giao ủy thác nhập khẩu. Đối với bên giao ủy thác nhập khẩu. Bên giao ủy thác nhập khẩu ạ à, thì đây là quá trình mà chúng ta mua hàng. Vậy khi chúng ta nhận được hàng chúng ta sẽ ghi nhận tăng hàng, hàng tồn kho lên. Tiền chúng ta phải trả cho hàng tồn kho là chúng ta phải trả cho bên giao ủy thác Vậy nếu như chúng ta chỉ hạch toán mà chúng ta chưa thanh toán tiền thì lúc này sẽ phải hạch toán tăng nợ phải trả. Gồm có tiền hàng, gồm có tất cả các loại thuế không được hoàn lại, không được khấu trừ, không được hoàn lại thì được tính hết vào giá gốc của hàng tồn kho. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thì các em hay thấy rằng là hạch toán riêng ở tài khoản 133. Như vậy rất là giống với bút toán mua hàng nội địa đúng không ạ? Đó, không có vấn đề gì phát sinh nhá. Tiếp theo là gì ạ? Đối với bên nhận ủy thác. Bên nhận ủy thác ạ thì ở bên nhận ủy thác trong cái quy định của uh, của thông tư 200 á, người ta có yêu cầu là chúng ta sẽ phải phân biệt phân biệt được tiền uh, thanh toán. Có hai dòng tiền thanh toán, đó là các khoản tiền chi hộ và cái thứ hai là khoản liên quan đến tiền uh, thu được do uh, do bán hàng do bán hàng của mình hoặc là do cung cấp cái dịch vụ dịch vụ của chính doanh nghiệp người ta cần phải tách biệt ra tất cả những cái mối quan hệ liên quan đến chi hộ trả hộ ạ thì người ta sẽ sử dụng thông qua các tài khoản thanh toán là 138 phải thu khác và 338 là phải trả khác còn cái việc mà mình cho khách hàng nợ tiền hoặc là mình mua hàng mà nợ tiền người bán hoặc là mình cung cấp cái dịch vụ mà cho nợ tiền thì người ta sẽ sử dụng tài khoản 131 và 331 nó thể hiện đúng cái mối quan hệ khách hàng gắn với cái việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ thế thì ở đây các em sẽ nhìn thấy là gì ạ là với cái bên nhận ủy thác ấy, thì doanh thu của nó là hoa hồng ủy thác vậy thì cái quyền đòi tiền của nó từ cái dịch vụ chính mà nó cung cấp ấy, thì nó sẽ sử dụng thông qua tài khoản 131 đó là tài khoản phải thu khách hàng và 131 này chính là phải thu từ bên giao ủy thác cho mình nhưng mà các cái mối quan hệ liên quan đến cái việc mà nhận tiền hoặc là chi trả hộ tiền đối với hàng hóa mà mình nhận ủy thác nhập khẩu thì đây không phải là hàng hóa và dịch vụ của chính mình cung cấp cho nên cái mối quan hệ thanh toán lúc này người ta dùng 138 và 338 Kem sẽ nhìn thấy bút toán thứ nhất là khi chúng ta nhận tiền cái đơn vị nhận ủy thác này nhận tiền từ bên giao nhận tiền từ bên giao để sau đó chúng ta có trách nhiệm thanh toán tiền cho người xuất khẩu thì tiền tăng lên và nợ phải trả sẽ tăng khoản nợ phải trả này người ta xong qua tài khoản 338 đây là khoản tiền mà mình nhận hộ nhé sau đó khi mình trả tiền cho người xuất khẩu thì giảm 338 và giảm tài khoản tiền hoạt động này sẽ liên quan đến việc quy đổi theo tỷ giá bởi vì nó sẽ sử dụng cái đồng tiền thanh toán trong hợp đồng ngoại thương để thanh toán tiền cô không đi sâu vào cái cái vấn đề về tỷ giá cô đã trao đổi rồi tiếp theo là gì ạ là khi mà đơn vị này chi trả tất cả những khoản thuế hộ cho bên giao thì nó phát sinh khoản phải thu khác vậy hạch toán liên quan đến tài khoản 138 đồng thời gì ạ đồng thời giảm tiền. Đấy, thì các em nhìn thấy là ở đây thì nó chỉ có một cái lưu ý hơi 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 khác biệt một chút là trong cái quá trình hạch toán các cái giao dịch liên quan đến nhận ủy thác nhập khẩu, chúng ta cần xác định riêng những khoản chi trả hộ, những cái khoản thanh toán gắn với cái hàng mà hàng lại không phải thuộc quyền sở hữu của mình là do mình nhập khẩu hộ cho bên giao. Thì các em sẽ thông qua 338 và 138 để ghi nhận các khoản phải phải thanh toán. Còn đối với cái tiền mà mình nhận được từ từ cái hoa hồng ủy thác từ chính cái dịch vụ mà mình 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 thu hộ mình mình nhập hộ khẩu hộ hàng thì lúc này chúng ta sẽ thông qua tài khoản 131. Đấy các bạn có hỏi gì trong cái cái cái, cái sơ đồ hệ toán này không ạ? Các bạn có câu hỏi gì không ạ? À, các em không có câu hỏi gì nữa, cô sẽ chuyển sang trường hợp xuất khẩu ủy thác nhé. Để chúng ta sẽ sang vấn đề về xuất khẩu ủy thác thì đối với xuất khẩu ủy thác, đối với xuất khẩu ủy thác thì kem cũng hình dung nó cũng sẽ liên quan đến ba bên và như vậy thì cái nghĩa vụ của từng bên nó sẽ gồm có như sau đối với bên giao ủy thác thì không trực tiếp xuất khẩu khẩu hàng, à, không trực tiếp làm các thủ tục hải quan và như vậy không nộp thuế với ngân sách, đúng không Nó sẽ có những cái cái cái, cái dòng giao dịch là là chuyển hàng cho bên nhận ủy thác xuất khẩu rồi chuyển tiền cho bên nhận ủy thác để nộp hộ tiền tiền thuế và nhận lại tiền từ bên nhận ủy thác khi mà họ đã gì ạ, họ đã bán được hàng. À, cái quá trình mà à, ký cái hợp đồng xuất khẩu ủy thác này thì bên giao ủy thác sẽ phải trả cái phí ủy thác, người ta gọi là hoa hồng ủy thác. Đây là cái khoản chi phí gắn với không bán hàng của mình, cho nên tại bên giao nó tính vào chi phí bán hàng tại bên giao nó hạch toán vào chi phí bán hàng còn đối với bên nhận ủy thác thì trực tiếp tiến hành xuất khẩu hàng và vì vậy chúng ta sẽ được hưởng cái hoa hồng ủy thác đến được ghi nhận là doanh doanh thu đúng không ạ kèm theo đó là chúng ta sẽ nhận được tiền từ người nhập khẩu hàng và khoản tiền này chúng ta phải trả lại bên giao sau đó chúng ta sẽ gì ạ chúng ta sẽ phải nộp các nghĩa vụ về thuế nộp hộ các khoản khoản thuế đúng không ạ khoản thuế cho gì ạ cho bên giao thì các em sẽ nhìn thấy đấy là các cái cái thủ tục về mặt chứng từ giữa giữa hai bên thì đi vào hạch toán đi hạch toán này thì đây là cái hình ảnh cô đang để đối với bên nhận ủy thác xuất khẩu tại bên nhận ủy thác xuất khẩu này thì các cái giao dịch liên quan đến nhận hàng từ bên giao nó không hạch toán sổ bởi vì đấy không phải là tài sản của đơn vị nhận ủy thác nó chỉ theo dõi chi tiết ở các ở các cái sổ cái cái sổ chi tiết thôi để mà theo dõi số lượng và 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 trị giá của hàng mình nhận ủy thác xuất khẩu. Thế thì nó sẽ ghi nhận khi nào khi mà nó xuất khẩu hàng nó làm xong thủ tục hàng và nó xuất khẩu cho người nhập khẩu thì nó sẽ thu được tiền từ người người nhập khẩu. Tiền thu về thì tăng lên nhưng tiền này là phải trả lại cho bên giao vì vậy nó ghi nhận tăng nợ phải trả thông qua tài khoản 338. Khi trả tiền lại cho bên giao ủy thác thì giảm 338 và giảm tài khoản tiền. Như vậy các em nhìn thấy cái bút toán thứ nhất thông qua 338. Nhá. Tất cả các loại thuế mà nó chi hộ chi hộ trong hoạt động xuất khẩu ủy thác thì dẫn đến là tăng tài khoản 13, 138 tăng khoản phải thu lên và giảm tài khoản nhạ? giảm tài khoản tiền. Hoa hồng ủy thác được hưởng nó sẽ ghi nhận tăng khoản phải thu và tăng tài khoản doanh thu. Đó. Đối với bên giao ủy thác thì đây là liên quan đến lô hàng của mình. Vậy khi đủ cái điều kiện tiến hành ghi nhận doanh thu, tôi sẽ tiến hành ghi nhận tăng khoản phải thu đối với bên nhận ủy thác và tăng doanh thu. Khi thu được tiền thì tăng tiền và tăng khoản phải thu. Trường hợp nếu như khoản thuế xuất khẩu không tách biệt được ngay khi mà ghi nhận doanh thu thì sẽ điều chỉnh giảm doanh thu và tăng nợ phải trả về thuế tăng nợ phải trả về thuế và cái bút toán liên quan đến cái phần trị giá xuất kho hàng thì trong cái giai đoạn mà họ làm thủ tục hải quan và chưa đủ điều kiện ghi đi nhận doanh thu thì sẽ ghi nhận tài khoản hàng gửi bán ghi bên nợ tài khoản 157 và có của 156 và khi mà nhận được thông báo là hàng đã đã đủ cái thủ các cái thủ tục để mà xuất hàng rồi và đủ điều kiện ghi đi nhận doanh thu rồi thì lúc này sẽ ghi nhận giá vốn hàng bán cho nên là ghi 632 và giảm tài khoản ạ tài khoản 157 đi đó. và như vậy thì kem sẽ nhìn thấy là gì ạ là bốn uh, cái trường hợp thứ ba thì cô đã chia nhỏ thành bốn bốn cái giao dịch liên quan đến hai bên để uh, hướng dẫn cho kem các cách hạch toán đối với hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu ủy thác kem có câu hỏi gì trong cái nội dung này không ạ kem có câu hỏi gì không À, nếu các em không có câu hỏi gì nhé thì uh, chúng ta kết thúc cái chương liên quan đến xuất nhập khẩu. Uh, uh, thời gian sau thì các em uh, nghỉ giải lao trong vòng 10 phút và sau đó các em vào làm cho cô một cái bài uh, cô soạn uh, test về cái thuế giá trị gia tăng. Các em làm xong thì các em nghỉ, 11 rưỡi thì các em nghỉ. Uh, sang buổi uh, chiều thứ sang buổi sáng thứ sáu thì uh, cô sẽ chữa cái bài test về thuế giá trị gia tăng đó và hai cái bài tập về 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 xuất nhập khẩu ở trong slide cô đã để cho các em à, các em về nhà Kem em làm và sau đó hôm đấy thì cô sẽ cô sẽ chữa chiều hôm nay k 4 thì cô có hẹn gặp các nhóm trưởng để giải đáp tất cả những cái thắc mắc về bài tập lớn của các em thì chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc 3 giờ nói là 3 giờ thì cô sẽ mở zoom và các em sẽ vào zoom để cô giải đáp nhé các em rõ chưa hải hải rõ chưa hải ừ, vậy các em nghỉ giải lao đi gửi vào link vào phần chat box cho các em Các em nhìn thấy chưa ạ? Rồi ừ, ạ Ok à, Chúng ta sẽ làm trong 30 phút các em nhé Rồi ok bắt đầu tính giờ từ